Các bạn đang nghe chuyện Vô Ảnh Thần Chiêu tác giả Ngoạ Long Sinh người đọc Cao Minh Tâm Chúc tất cả các bạn nghe chuyện thư giãn Trong bữa ăn Băng Kiên liền hỏi Công tử chỉ cho ta thuật nấu ăn ngon đi Tứ cụ dập mình nói Tại hạ cũng chỉ nấu như vậy thôi Tại cô nương có cảm giác quen như vậy thôi À là vì lý do gì mà cô nương muốn nhốt tại hạ đây Băng kiên nheo mắt mà nói Tại vì tiểu mà nữ không muốn tiểu sát tinh Đi chung với bất kỳ một nữ nhân nào khác Chàng lấy làm kỳ mà hỏi tiếp Nhưng mà tại hạ và cô nương không quen biết nhau mà Băng kiên mỉm cười Ngươi không biết ta Chứ ta lại biết ngươi Tiết cụ chặn lại nói Cô nương là đệ tử của Tiết Thần Thông Nàng gấp bỏ thức ăn cho chàng rồi nói Bữa cơm này ăn lại biết ngon rồi Ngon vô vàng, lạ thật À mà, ta không phải là đệ tử của Tiết Thần Thông Ta nói như vậy để có cớ kết oán với ngươi Ta là đệ tử của Đông Hải Thần Quân Sư phụ của ta, nửa tà nửa chánh Tiết cụ hỏi Có lý như vậy mới tin được nhưng mà sao cô nương lại bỏ lão sư mà đi chơi lâu như vậy? Băng Kiên nói Sầm lão sư đi tung sơn lấy đồ đạc Rồi đi miên thủy phá trận bát cực thiên đồ Thần quân cũng đã đi tới đó Vương giải ngữ đã đi tới nơi ta cư ngụ Thì ta phải đi tới nơi của nàng ấy Đó là chuyện bình thường Nhưng mà vấn đề quan trọng là sầm lão sư đã vào trận rồi Không thể ra được nữa Ta giữ người là không muốn cho người vào trận ngươi vào đó thì sẽ hết ra được lã tuyết cụ băn khoăn không biết nàng nói như vậy là đúng hay sai hảo tâm hay là ác ý chàng hỏi cô nương đã biết nhiều điều như vậy thì chắc cô nương cũng biết ai đã khắc trận ở trên mặt của phi quỳnh nàng liền đáp ta biết người đó nhưng mà ta không được quyền nói xin ngươi đừng hỏi vấn đề này ở ta nữa lã tuyết cụ càng thắc mắc chàng sợ nàng ăn mắt ngon nên không tiện nói. Xong bữa Tuyết Cừu nói: Tại hạ ở chơi với cô Nương hết ngày nay, mai sẽ lên đường. Bằng Kiền nói: Không biết sao nghe người nói đi, ta lại hết muốn sống. Tuyết Cừu nói: Biết rằng cô Nương có thể buồn, nhưng mà không lý gì, tại hạ phải ở mãi ở nơi này một cách vô thích sự, phải đi thôi cô Nương à. Bằng Kiền rút ở trong người ra một quyển sách có tên thập nhị trận đồ đưa cho tiết cù mà nói những lúc rảnh ta chép lại toàn bộ quyển thập nhị trận đồ của thần quân để nghiên cứu công tử muốn phá trận hãy nghiên cứu tường tận bộ sách này may ra có thể rút được cái bất ngờ nào ở trong đó bán cực thiên đồ trận tới ta phá cũng không được ngươi vào bên trong ngoài này người ta sẽ thay đổi một vài chi tiết thì vĩnh viễn không thể nào mà ra được sau khi nghiên cứu xong quyển đó, ta sẽ đưa tiếp hai quyển khác quan trọng hơn. Lã Tuyết Cụ đọc lượt qua một bộ trận đồ. Chàng thấy đây là một thế giới riêng biệt, một thế giới của nghệ thuật, của tài hoa, của sự tổng hợp trí não cao độ. Bộ sách trên ghi lại 12 trận, năm trận của Đông Lai, Lam Chương, ghi lại của ông Gia Cát Lượng, một trận thì của Lý Tĩnh một trận của phong hậu năm trận của đông hải thần quân tự nghiên cứu lấy xét toàn bộ 12 trận trận pháp nào cũng có một bí pháp riêng chàng bắt đầu nghiên cứu cách phá giải của từng trận một lã tuyết cù vốn có căn bản về trận pháp nhưng nhìn vào lời chú giải của các bậc tiền bối chàng không lãnh hội được gì cả Giáo lời của phi quỳnh dặn muốn hóa giải một vấn đề gì đó trước hết phải thuộc lòng vấn đề lã tuyết cụ vẽ đi vẽ lại mấy trận đồ đó cố gắng ghi nhớ từng trận bằng kiên thấy chàng miệt mài một cách say mê liền bước tới mà nói công tử có cần ta hợp tác để khám phá hay không tuyết cụ nói cô nương tâm cơ lên mẫn nếu chịu khó giảng giải cho tài hạ thì công việc cũng có thể rút ngắn lại Băng kiên nói đó cũng là ý kiến Thật ra mỗi trận đồ có nhiều cách chú giải khác nhau, không lẽ cách nào cũng đúng. Trận đồ cũng như là một cuộc cờ, một nước cờ có thể làm cho địch nguy hoặc là cho tăng nguy. Ta và công tử hợp giải, tuy nhanh nhưng mà chưa chắc chính xác. Tuyết Cù nói, khỏi lo điều đó, nếu có sự thắc mắc mà cả hai giải không thông thì ta lại nghiên cứu cách khác. Và họ đã bắt đầu hợp tác giải từng trận một nhiều trận họ phải sắp bằng sỏi. Tới trận thứ 10, tức là trận bán cực thiên đồ, Băng Kiên nói, Thật là màu nhiệm mà, mỗi trận chúng ta giải một cách hữu lý, thì phần công lực ở trong người tăng lên, trí não sáng suốt, nhất là phần khí công mạnh mẽ. Qua trận này, nguyên tắc khác hẳn với chính trận trước. Đây tác giả lấy lạc thư làm trận pháp, lấy hạ đồ làm phương pháp giải phá, tức là biến hậu thiên ra tiên thiên. Tuyết cụ liền gật đầu mà nói, Tại hạ và Phi Quỳnh hợp giải được trận này. Băng Kiên liền lắc đầu. Như vậy là hết sống, vì đó chỉ là nguyên tắc cơ bản, còn sự biến hóa của nó là khác nữa. Bảy trận trước là tỉnh trận, còn năm trận sau là động trận. Gọi là động trận, là vì người lập vẫn còn sống sờ sờ ra đó khi người ta vào bên trong, bên ngoài, người lập chỉ cần thêm bớt một vài đường nét sau đó, có phải là vĩnh viễn đương sự ở luôn ở trong đó chăng? Ta hãy đề phòng, có ba cách biến hóa, một là áp đặt các tiểu trận để chồng lên các cửa của đại trận. Có tám tiểu trận, đó là thiên phúc, địa tải, phong dương, vân thủy, long phi, hổ dực, điểu tường, xà bàn. Thứ hai là áp dụng độn giáp để làm biến đổi các cung và cửa thứ ba là dùng tiểu trận của lý tĩnh mà chồng lên đó là chưa kể những tạp biến khác như sông bụi hương hay chấn yểm tình tú chết như chơi đó công tử tuyết cụ thở dài quả là động trận và cũng quả là đông hải thần quân chính là một nhân vật tà phái và tiêu biểu nhất chính là cô nương nửa tà nửa chánh Băng Kiên ngước một cái thật dài, nói Nửa tà nửa chánh rõ nét nhất chính là người đó. Ta không nói ra, chứ ta biết tất cả. Nàng nói lấp lửng như vậy mà lã tuyết cụ đánh thoát. Chàng nhớ tới việc chơi nghịch của chàng. Lã tuyết cụ nói Dường như tài hạ không phải là một nhân vật chánh phái. Nhưng mà tiểu thư hãy đơn cử một ví dụ để chứng minh. Băng Kiên liền nói Người làm bếp Ta trình để học nghề, ta thấy tất cả rồi, nhưng cậy răng ta cũng không nói ra. Lã tuyết cù liền đổ mồ hôi, chàng cúi đầu thấp xuống nói lý nhí. không, không có cách nào khác, tiểu thư. Ở làng Hạ Nham người ta nêm thêm bằng cho. Băng kiên chợt hỏi, còn ngươi nêm nếm bằng vị gì? Lã tuyết cù rất ngạc nhiên về câu hỏi này. Nếu nàng đã biết thì không cần phải hỏi, chàng vỗ vào đầu kêu bóp một tiếng nói thì thì cũng nêm nếm bình thường thôi băng kiên cười thật lớn nói té ra người không thật lòng thôi cứ bỏ qua việc đó giờ ta tiếp tục phá giải trận bát cực thiên đồ trước nhất hãy phá giải tám tiểu trận kia rồi tới kỳ môn sau cùng là tiểu trận lý tĩnh cả hai vui vẻ sau một ngày họ đã giải xong tám tiểu trận Bất kỳ vào và ra ở cửa nào, ở phần kỳ môn thật là khó khăn. Nghi và biến hóa theo mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tiết, mỗi tháng, rồi tới mỗi năm. Có khi phải siêu thần tiếp khí, có khi phải gặp lại vấn đề nhuận lịch, đủ mọi lợi rắc rối và phiền phức. Kỳ môn độn giáp còn rắc rối hơn cả lục nhâm và thái ức. Bằng Kiên nói Chúng ta đã thạo bộ này có thể làm nhà tiên tri như là ông Gia Cát rồi. Cả hai cùng đầu nghiên cứu, không thiết gì tới ăn uống. Nhiều khi họ lăn đùng ra đó mà ngủ ở bên nhau. Họ không hay biết gì về việc đó của mình. Một hôm, Tuyết Cụ ôm đầu của Băng Kiên mà nói Chúng ta bỏ phí một thời gian khá là lâu, thật là uổng mà. Đông Hải Thần Quân... Đứng về phe tà không thể nào là nhà tiên chi được. Do đó ông ta chả am hiểu gì về kỳ môn đâu. Băng kiên sửa ngón tay vào chán của Tiết Cụ mà nói. Người đừng có quên, dù là trận thuần tí cũng cần phải sử dụng kỳ môn. Chúng ta chưa có thể là đối thủ của thần quân đâu. Phải kiên nhẫn, kiên nhẫn hơn nhiều. Tiết Cụ liền cười. Kiên nhẫn quá thành hai bộ xương mà cho coi. Ta nghĩ ra một cách rất hay. Nhưng mà bây giờ phải là một bữa ăn ngon cái đã. Lâu nay chúng ta chỉ ăn chay mà thôi. Băng Kiên liền cao hứng nói. Lấy đầu ra một bữa ăn thịnh soạn bây giờ. Tuyết cụ nắm lấy tay của băng Kiên kéo đi mà nói. Ở ao ngoạn hoa và ngoạn nguyệt không hiếm những thứ béo bổ. Băng Kiên liền vui ngay nàng nói. Nhưng mà lôi ta đi như kéo một đứa bé. Sao ngươi không để ta điểm huyệt và ta sai khiến ngươi? Tuyết Cụ ngửa mặt lên trời mà nói Cô nương đừng có chơi dại như vậy nữa Ta sắp gặp cường địch rồi đó Một mình cô nương nhắm có thể cự nổi hắn hay không? Băng kiên giật mình mà hỏi Hắn là ai vậy? Tuyết Cụ nói Nào biết là ai Nhưng biết là cường địch Sầm lão sư vào trận Chả lý thần quân không nói cho ai biết sao Không chừng thần quân sẽ lại tới đấy đó Băng kiên tái mặt nàng đứng khựng lại nói Dẫu có cao lương mỹ vị cũng ăn không ngon, phải tìm cách mà đề phòng. Tuyết cụ hỏi, võ công của thần quân như thế nào? Nàng đáp, ông ấy đã đạt tới sinh tử huyền quan rồi, công lực của hai ta hợp lại còn cách xa ông ấy lắm. Tuyết cụ nói, nhưng mà ta đấu với thần quân, người có bất bình hay không? Băng kiên liền đấm vào ngực của tuyết cụ nói, đừng có ngốc chứ, người đấu với ông ta là chuốt lấy cái chết như chơi. Ông ta năm nay chỉ ngoài 60 thôi, mà công lực của ông tưởng chừng như 200 năm. Khi đạt tới sinh tử huyền quan, ông lại biến tính. Thay vì người ta gần với đạo, gần với sự tu dưỡng, thì ông ta lại kề cận với má hồng. Tuyết cụ nhìn chăm chăm vào mặt của nàng mà hỏi, Thế là cô nương buồn mà bỏ đi sao? Băng Kiên chậm ngâm một hồi, nói Ta không bao giờ khuyên ông ta điều gì, nhưng ta rất tủi thẹn có một sư phụ như vậy. Công tử phải biết lượng sức mình. Tuyết cụ cười cười. Tại hạ sẽ dùng vô ảnh ma chiêu mà đấu với lão. Giả sử lão không tìm được tại hạ, thì tại hạ cũng phải tìm lão mà thôi. Bằng kiền níu áo của tuyết cụ nói. Thần quân luyện tới pháp môn thông thính. Ông nghe tiếng người nói ở ngoài ngàn dặm, đừng có hồ đồ Tuyết Cụ vẫn cười mà nói Tại hạ có cách Hả? Cách nào chứ? Băng Kiên sáng mắt lên hỏi Tuyết Cụ có dịp ôm tay của Băng Kiên thì thầm Không biết trong lúc thì thầm Chàng có làm gì hay không Mà Băng Kiên đỏ mặt lên mà nói Cách đó đáng gọi là lũ ban môn Múa rìu qua mắt thợ Nhưng mà ngươi lại lợi dụng sự chăm chú của ta Tuyết Cụ nói Băng Kiên tiền tử ơi ta sợ thần quân tới mà ngươi theo lão bỏ ta mất đó. Băng Kiên liền nói, không đời nào mà ta bỏ ngươi đâu, ta dặn trước ngươi một điều đây. Ông ta có một pháp môn nữa, đó là nhiếp hồn đại pháp. Môn này ông ta phối hợp hai môn công phu của người Tây Vật và người Phù tang Hãy tránh nhìn vào mắt của ông ta. Tuyết cụ quả quyết. Tại hạ không sợ pháp môn đó. Bây giờ phải làm một bữa ăn ngon rồi sau đó sẽ tính. Tuyết cù và băng kiên lăn về một số đá lớn đặt ở trước cầm đài, nơi họ đang cư ngụ. Nơi này vốn vua ngô xây cho Tây Thi để chơi đàn hoặc nghe đàn. Mấy đời sau người ta vẫn tiếp tục duy trì nó, không biết mấy chiếc đàn treo ở trên vách có từ thời nào. Tuyết cụ rất bận công việc, không rảnh để nghiên cứu những loại đàn này. Hai người hì hục sắp thành trận đá do tuyết cụ phát minh chàng nói tại hạ án theo phương vị của tinh tú chuẩn là bắt đẩu để lập trận này thần quân dù có thông minh cách nào vào trận này cũng sẽ bị giam cầm ngay chàng lại bước thêm một số cây cối án theo bát quái mà chồng trận thế lập tông băng kiên liền khen trận pháp của công tử hơn ta một bậc trận này có tên gọi hay chưa tuyết cụ nói đặt tên là chuyện dễ ngoài trận nhìn vào thì mù mịt như là sương khói còn đứng ở trong trận thì lạnh căm căm ta đặt tên là băng tuyết trận băng kiên ngẫm nghĩ sau đó mặt đỏ ửng nàng lấy tay nhấn vào trong má của chàng mà nói quỷ lắm nhưng phải đặt là tuyết băng trận mới là thuận hơn bởi vì có tuyết rồi mới có băng tuyết cụ gật đầu bỗng băng kiên lại nói Ta đã uổng công rồi, nếu mà thần quân không vào đây thì sao? Ông ta đứng ở bên ngoài mà chờ ta sao? Tính ông ấy ta biết rất rõ, ông ta không hề làm việc mạo hiểm." Tuyết Cừu nói, "Chắc chắn thần quân biết trận này là mới lập và ông không tin rằng ở trên đời có kẻ lập trận pháp cao siêu hơn ông ta, chính vì vậy mà ông ta sẽ vào thôi." Băng Kiên nói, "Bây giờ trận bát cực không còn là vấn đề nữa." trận pháp của thần quân là trận pháp có nguyên tắc, còn của ngươi là không có nguyên tắc. Đấu võ công, người chưa phải là đối thủ, vĩnh viễn không phải là đấu thủ của ông đâu. Người thử diễn lại bộ quỷ thức và ma chiêu cho ta xem. Tuyết cừu nói, một mình diễn lại không thể nào lột hết được màu nhiệm của nó. Bằng kiền nói, ta và ngươi ở chung mấy tháng chưa có dịp đấu nhau, thì đây chính là cơ hội tốt để cho người thử tuyết cừu nói không được đào kiếm vốn vô tình lúc trước ta và ngươi khác bây giờ lại khác băng kiên mỉm cười xin ngươi cứ tự nhiên cho ngươi làm như ta mới nhập môn không bằng hai người liền đứng lên bước ra sân cả hai thủ thế tuyết Cụ dặn xưa nay chỉ có một người qua lọt cửa ải ma chiêu đó là hàng ngôn Tay. xin băng kiên ngươi phải thận trọng Lã tuyết cụ vỗ tay vào đau liền biến mất, nhưng thân ảnh của băng kiên dường như là nhanh hơn. Trong cõi mà ảnh đó, tuyết cụ không thấy băng kiên đâu nữa. Khi chàng hạ xuống thì băng kiên đã đứng ở trước rồi. Nàng nghiêm giọng nói, ta thấy được ngươi nhưng ngươi không thấy được ta. Nếu đấu thì ngươi có phần sẽ nguy khốn hơn đó. Tuyết cụ hơi thẹn mà nói, kinh công của tiểu thư ảo diệu quá mức tưởng tượng còn thần quân thì sao nàng đáp tỉnh bơ ông ta chính là sư phụ của ta tuyết cụ thở dài chàng buồn rười rượi băng kiên nói đệ nhất chiều qua rồi còn đệ nhị đệ tam đâu lã tuyết cụ lại chớp người lên lần này chàng sử dụng hết tuyệt đỉnh công phu về môn khinh công và vận dụng luôn cả khinh thuật ở trong giao trì kiếm pháp xem lại khắp bốn phía không thấy băng kiên ở đâu nữa Nhưng có tiếng kiếm đã va vào đau của chàng Sức mạnh dữ dội Dường như đau đã bắt được hơi kiếm Nên chất thần có cơ hội phát tiết Công lực của hai bên có phần tương đương Tiếp tục như vậy đau và kiếm thay mặt cho chủ nhân thử nhau ngoài mặt đất Lã tuyết cụ đã thi chuyển hết vô ảnh thất tuyệt ma chiêu Hai bên dừng lại băng kiên nói trong bảy chiều đó, ta nhiều lần sát hại được ngươi, trái lại ngươi chưa lần nào xâm phạm được ta cả. Tuyết cụ xem đau rồi nói, không ngờ vô ảnh cũng tồi tệ quá mức mà, ta không bao giờ sử dụng cái thứ này nữa. Băng Kiên liền nói, ngươi đã làm rồi, ma chiêu sử dụng vô ảnh, mà ngươi vẫn còn ảnh của thân và ảnh của vũ khí, cho ngươi hay. Tuy ta không biết gì về ma chiêu và quỷ thức, nhưng ta biết nó còn được gọi là tàn long kiếm pháp. Có nghĩa là khi đau hoặc kiếm của người thuần thục, thì những chiêu ấy sẽ biến hóa lên láng như nước. Như thế mới gọi là tàn long kiếm pháp. Vũ khí được sử dụng phải là kiếm thì mới có hiệu lực nhiều. Lã Tuyết Cựu ngạc nhiên mà hỏi. Tiểu thư không biết ma chiêu quỷ thức thì sao lại hiểu được quyền bác của nó? Bằng Kiền nói Ta không có kiếm phổ để luyện, nhưng mà có bộ danh mục kiếm pháp của thi đạm đạo sĩ, viết từ thời Càng Long, có lượt qua các danh tác. Lã tuyết cụ đọc lớn hai câu, vô ảnh long phi, tàn quỷ thức, tuyệt hình hổ giật kiến ma chiêu. Lời của cô nương nghĩ luận là cao siêu lắm, nhưng mà phải làm sao để luyện tới tàn long? Băng Kiên liền nói, với các cao thủ thượng thừa hiện nay, thì ngươi thuộc về ngoại hạng nhưng với tuyệt đích của tàn long kiếm pháp thì ngươi chỉ mới vào hạng thứ. Bây giờ phải đem tâm pháp ra mà luyện lấy nó. Trước nhất hãy treo ngang thành đau, đừng nhìn thấy đau nữa mà thấy nó là biển mênh mông. Đó là giai đoạn một. Còn giai đoạn tiếp theo, đu đưa thành đau nhưng mà vẫn thấy biển. Giai đoạn thứ ba, không thấy biển nữa mà là thấy rồng. Lã Tuyết cụ nghe nàng giảng giải tâm pháp, chàng rất lấy làm cảm phục. Từ ngày lăn lộn giang hồ tới nay, chàng chưa thấy một nhân vật nào có vẻ quái lạ, từ tính nết cho tới kiến thức, bất giác chàng buộc miệng. Tiểu thư không còn là tiểu ma nữ, mà là một tiểu bồ tát. Băng kiên nhướng mắt. Người cứ khen cho sướng miệng đi, nhưng mà khi làm thức ăn cho tiểu bồ tát, thì cứ tha hồ mà cho chen mấy giọt kia vào. Bồ Tát ăn một hồi đâm ra sẽ có chứng nghiện đó. Lã Tuyết Cù liền cả kinh chấp tay lại mà nói. Xin tiểu thư tha tội, nguyên do cũng bởi Tuyết Cù bị khống chế và áp bức, mà tính lẫn tính trẻ con kia khiến cho tại hạ phải làm như vậy để bỏ tức. Không ngờ khi tiểu thư tự nấu nướng lại dùng không được, biết làm sao bây giờ. Băng Kiền nói, ta nói cho vui thôi, ta hiểu lòng dạ của ngươi và ta cũng như vậy công thức luyện tập như lời của ta nói công thức nấu nướng vẫn là như cũ thôi người tiếp tục đi với tâm pháp tân kỳ như nghệ thuật trong vòng 10 ngày lã tuyết cụ đã đạt tới mức ảo diệu sinh tử huyền quang bỗng nhiên khai mở băng kiên ôm chầm lấy chàng mà nói đây chính là lúc công tử nhìn thấy được bản lai diện mục bây giờ công tử lòng đã thấy nguội lạnh như là cho tàn tuyết cụ quàng tay qua vai của nàng mà nói tiểu bồ tát là một bậc đại ân của tài hạ bây giờ chúng ta được quyền đi rồi băng kiên nhìn lại căn nhà mà nước mắt ròng ròng nàng nói thần quân đang chờ ta ở phía ngoài kia tuyết cụ ngạc nhiên mà hỏi hả ông ta tới bao giờ chứ lão có bắt tiểu thư đi hay không nàng liền đáp ta chỉ đoán như vậy thôi nhưng chắc chắn là đúng nàng dặn thêm đời này có tới hai người đạt được sinh tử huyền quan dù sao ông ấy vẫn là người có tài một tay quán tuyệt cổ kim hãy đề phòng nhiếp hồn đại pháp hai người bước ra ngoài trận một lão áo xanh đi với hai thiếu nữ đang đứng nhìn vào trong trận Hai người còn ở trong trận nhìn ra, liền thấy lão. Băng kiên bỗng thói lui, nàng run lên mà nói. Thần quân đứng đó, hai nàng kia là những tay kiếm lỗi lạc, đồng thời cũng là người chịu chăn gối với ông ta. Tuyết cụ vẫn quàng tay qua hông của nàng mà nói. Tại hạ chỉ ngại một điều, tình thầy trò. Tiểu Bồ Tát khó cưỡng lại mệnh lệnh của ông ta mà thôi. Ngoài ra thì không ngại gì cả. Băng kiên vẫn run mà nói thần quân đối với ta có một chữ tình như là ruột thịt. Chính vì vậy mà ta khó xử. Công tử có thể ra trước, ta sẽ đi vòng lối sâu xuống hạ nha mà đợi công tử. Tuyết cừu nói, có thể nào thần quân cho người phục ở dưới đó hay không? Nàng lắc đầu mà nói, không sao cả, chỉ mong công tử cẩn thận là được. Lã tuyết cừu thông thả mà bước ra. Đông hải thần quân nhìn chàng chăm chăm còn hai thiếu nữ kia không hề ngó chàng. Họ đưa mắt nhìn xa xăm cái gì đó. Tuyết cụ chấp tay mà nói. Tại hạ là lã tuyết cụ, sinh ra mắt thần quân. Thần quân liền gật đầu mà hỏi lại. Ai đã bày ra trận này? Chàng liền đáp gọn, chính là tại hạ. Thần quân hỏi, bày trận này với mục đích gì? Tuyết cụ nói, nguyên do là tại hạ ở trong thời gian luyện võ e có người lạ tới phá. Trận này tại hạ đặt tên là băng tuyết trận. Thần quân nói, Thời gian gần đây ta nghe nói tới tiểu sát tinh lã tuyết cừu rất nhiều, nhưng mà không biết võ công của người tới đâu. Hôm nay ta muốn biết. Tuyết cừu cười nhẹ, Thần quân cũng muốn cùng với tại hạ đấu hay chăng? Lão quát mắt nhìn lã tuyết cừu mà nói, Ta chưa đấu với người vội, ngươi hãy đấu với hai vị tả hữu sứ của ta đây. Tuyết cụ lắc đầu mà nói, tại hạ không hề thù oán gì với hai vị này, xin thần quân đừng có ép. Một trong hai thiếu nữ liền bước tới nói, nhiều khi không oán thù người ta, nhưng bà vẫn phải ra tay sát hại. Nàng này rất đẹp, chạp chưa tới hàm lâm, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, giọng nói ngọt như là mũi giấu Tuyết cụ liền nói, tại hạ nói rồi, không muốn hơn thua với bất cứ ai nếu người ấy không oán thù gì với tài hạ một điều nữa tài hạ luyện nhầm quái công nếu ra chiêu là sẽ giết người thiếu nữ liền nổi giận phóng ra một đường kiếm thần tốc thân ảnh của lã tuyết cụ biến mất khi hết đường kiếm rồi chàng lại hiện hình thanh đao vẫn chưa rút ra khỏi vỏ tuyết cụ nói cô nương xứng đáng là một thượng thủ nhưng tính thì nóng tính thì lạnh họa nhiều hơn phúc cho phép đại hạ được cáo từ chàng nói xong xá một cái rồi tiếp tục bước đi thiếu nữ cắn môi đưa mắt ngó thần quân như là hỏi ý kiến thần quân liền nói theo tuyết cù người khoan hãy đi đã chàng dừng chân lại mà nói thần quân có gì chỉ giáo thần quân nói người đã luyện được vô ảnh có phải không tuyết cụ nói gặp pháp môn nào hay thì tại hạ luyện trước khi tại hạ tới mà khẩu để phá trận bát cực thần quân hãy vào phá trận này thử xem lão thần quân nhìn tuyết cụ cười nhạt mà nói người khích ta đó sao tuyết cụ chắp tay mà nói không dám ngài là người lập ra thập nhị trận đồ là một bậc tài hoa năm xưa gia phụ là lã đạo nghi cũng đang nghiên cứu về trận đồ rất tiếc tại hạ không được sự truyền dạy của người mà chỉ được từ nhũ mẫu dạy qua sơ lược vừa rồi đây nhân nghiên cứu về trận bán cực tại hạ mới lập ra trận này đối với thần quân chỉ là trẻ con múa kiếm mà thôi nếu ngài thích vào cho biết thì vào còn không thì để lại cho tế nguyệt vậy thần quân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói được ta sẽ phá tuyết cụ liền hỏi ngài vào bây giờ luôn sao thần quân nói dĩ nhiên là bây giờ tuyết cụ móc trong người ra tấm bản đồ của trận trao cho thần quân rồi nói xin ngài hãy nghiên cứu rồi mới vào tại hạ sẽ không có ở bên ngoài thay đổi hình thế của trận thần quân lấy tấm bản đồ nhìn vào chăm chú hồi lâu ông mỉm cười mà nói đây là một trận pháp chiếu theo trận lục hoa của lý tỉnh Trận này ở bên trong trương khối mù mờ, ta chỉ cần đẩy lệch ba viên đá thì vào và ra một cách dễ dàng. Tuyết cụ nói, trận lục hoa ghép là đúng rồi, nhưng ghép với trận nào mới được chứ? Thần quân liền nói, địa tải. Tuyết cụ lắc đầu nói, ngài lại nhận dạng lầm rồi, hổ giật chứ không phải là địa tải. Thần quân nói, lạ công tử tâm hồn của công tử thật là trong sáng. Ta nói đó chỉ cốt thử ý của công tử có thành thật không thôi. Dĩ nhiên ta biết đó là hổ vật. Hồi tiền hán, hán hoài âm nhốt sở bá vương ở cai hạ là trận này. Này ta phá cho công tử xem. Tuyết cù nói, Ngài hãy chuẩn bị thức ăn thật nhiều đi. Trong trận tại hạ chỉ có nửa tháng lương thực thôi, e là không đủ. Thần quân liền nói, đà tạ công tử ta không tới nổi bị nhốt lâu như vậy đâu nói xong lão cùng hai thiếu nữ bước vào trận lã tuyết cụ bình thản bước đi chàng tới hạ nham gặp băng kiên đang đứng chờ chàng thuật lại mọi việc rồi nói tại hạ cần tới thiên trượng cốc để cứu bạch la cốc chủ sau đó cùng với tiểu thư đi tới ma khẩu để phá trận bán cực hết sợ thần quân tập kích rồi Dọc đường băng kiên nói Năm xưa lã tiền bối đã bị giang hồ truy sát Không do ai xúi dục cả Chỉ có đông hải thần quân làm bậy mà thôi Một câu đơn giản như vậy đã khiến cho tuyết cụ kinh mang Chàng liền đứng khựng lại mà hỏi Tiểu thư nói rõ thêm đi Băng kiên nói Lý ra ta không nên khơi đóng cho tàn của quá khứ Công tử này đã thông được sinh tử huyền quan Võ công đã vào bậc quán thế e sẽ lạm sát mà sinh ra ma tính. Hồi lã tiền bối còn sinh tiền, thần quân lúc đó võ công không cao siêu như là bây giờ. Ông ta rất là đố kỵ huyết thủ. Thần quân bí mật đã giết nhiều người ở trong giang hồ, rồi đổ danh cho là phu thê huyết thủ. Thành ra mới có chuyện như vậy. Tuyết cụ liền trầm ngâm, hồi lâu mới nói Thật là một kẻ ném đá giấu tay mà, ta thề sẽ không tha cho tên giặc già này nhưng mà sao tiểu thư lại biết được những điều đó? Băng Kiên nói, không lý ta nói oan cho sư phụ của ta. Một hôm ta đã đọc được cuốn huyết lục của ông mà biết rõ việc này. Tuyết cụ vòng tay mà nói, tại hạ rất cảm kích tấm lòng của tiểu thư, một bên là bằng hữu, một bên là thầy. Tiểu thư vì bằng hữu mà nói ra sự thật tội lỗi của sư phụ, lòng không thể không sống sang. Tiểu thư, giữa tại hạ và thần quân nhất định phải có một mất một còn mong tiểu thư đừng có phiền hà gì tại hạ băng kiên liền rươm rướm nước mắt mà nói công tử làm việc đó là đúng đạo lý thôi một là vì giang hồ hai là vì song thân tở dĩ ta giữ công tử lại cũng là vì việc này lúc đó công tử chưa đủ sức để đấu với thần quân và cũng chưa đủ sức để phá trận cứu người tuyết cụ thở dài nói thật là oan nghiệt mà, tại hạ rất hiểu nỗi khổ tâm của tiểu thư. Băng Kiên nói, Sa công tử, ta thật là khó ăn khó ngủ, nhưng mà không thể không chia tay được. Tuyết Cừu nói, Tiểu thư có đi với tại hạ để chữa chứng bán thân bất toại của cốc chủ quỷ vô môn quan chứ? Băng Kiên nói, ta không thể tới nơi đó, bạch la tiền bối và thần quân vẫn có mối căm thù. Tuyết Cừu hỏi, Vậy bây giờ tiểu thư làm gì? Băng Kiên nói Thần quân có hàng ngàn thuộc hạ vỡ công cao siêu Và có hơn chục con thần ưng Đám người đó ở một nơi rất là bí mật Không rõ trận địa kia có đủ sức để giam cầm thần quân hay chăng Ta sợ thần quân ra được Thì công tử rất khó mà gặp được ông Mà có gặp được ông đi chăng nữa Cũng rất khó mà thắng nổi ông ta Thần quân có 12 vị khoái kiếm thủ Có một nữ tham mưu rất là lợi hại, tên là Ngũ Ngoạn Cô, tuổi xích to với ta. Bây giờ công tử muốn ta phải làm gì đây? Tuyết Cừu nói, nếu nhờ tiểu thư trong việc chống lại với thần quân là bắt tiểu thư phải làm một việc phi nghĩa, tại hạ chỉ mong tiểu thư làm sao cho hợp với công đạo là đủ. Xin tiểu thư hãy bảo chồng mình vàng, tại hạ đi đây. Rồi hai bên từ giả nhau, mỗi người đi về mỗi hướng mà lòng bệnh rịnh. Lã tuyết cụ đi về thiên trượng cốc, sau mấy ngày thì đã tới nơi. Xa xa, chàng đã thấy hai thiếu nữ đang đấu nhau ở trên bờ vực thẳm. Lã tuyết cụ nhanh bay về phía đó, chàng hét lớn. Dừng tay, dừng tay lại. Cả hai nghe tiếng của tuyết cụ lập tức nhảy ra ngoài. Chàng đã nhận rõ một nàng chính là Nam Phương Mỹ Cơ và nàng kia chính là Lý Yến Phi. Lã tuyết cù chào họ xong rồi hỏi Cớ gì mà vậy vị cô nương là đánh nhau? Lý Yến Phi chưa trả lời câu đó vội Nàng nhào tới ôm chặt lấy lã tuyết cù mà nói Công tử đi đâu mà biền biệt như vậy chứ Nghe nói công tử đã đưa Phi Quỳnh đi chữa bệnh Bây giờ công tử ở đây còn Phi Quỳnh đâu rồi? Tuyết cù nói Phi Quỳnh cùng với vương giải ngữ Theo huyết ma tử vào trận của Đông Hải thần quân rồi Tại hạ có nghe nói Lý Tiểu Thư đồn chú để chặn đường khách giang hồ để Nga Mi, rồi sự tình ra làm sao? Lý Yến Phi nói, cũng vì mấy lần cứu ba nàng Mộc Thúy Hương, Sử Tiểu Linh và Mạc Mỹ Chúc, rồi thành ra thân nhau. Cả bọn đều đã một ý giúp cho lã tuyết cù, nên đồn chú phải triệt hạ các cơ sở của Nga Mi lập ra, rải rác ở khắp nơi. Sau đó thì thực lực ngày một mạnh hơn bọn ta đã điều động đám cao thủ của giang hồ. Hơn một nửa vốn ngày trước họ đã cấu kết với nhau để truy sát lã tuyết cừu. lã tuyết cừu liền cười. chỉ có các gia nhân câu khách là nhanh nhất. sau đó thì sao nữa? yến phi nói sự tình đã được hơn bốn tháng. có một nữ nhân đẹp như là ngọc, không biết tên, võ công tài trí hơn hẳn mọi người. tới nơi thách đấu có điều kiện. tuyết cừu hỏi điều kiện đó như thế nào? Yến Phi nói: "Nếu không người nào đấu lại nàng ta thì sẽ giải tán các trọng điểm ấy đi và mỗi nàng đều sẽ bị gả cho mỗi cao thủ có tuổi tương đương." Các nàng thấy nữ nhân ấy lớn lối điều giận, muốn trừ đi nên họ đã nhận lời. Cuối cùng quả là một cuộc thảm bại tập thể, Mạc Mỹ Trúc và Sử Tiểu Linh tự sát vì không muốn thất tiết, còn bốn nàng kia đã lập gia đình để thủ tính. Tuyết cừu nghe nói hai nàng tự sát, lòng đã đau nhói. Chàng hiểu lý do vì sao có sự tự sát đó. Chàng hỏi, còn bốn nàng nào đã kết hôn? Nàng đáp, Ngũ Liễu Nhi, Tô Tố Vân, Dương Tiểu La và một nàng nữa mà công tử chưa gặp. Hai cô nương ở trong tiền hiền điện đã trốn về lại trốn ấy, còn ta thì đi lang thang. Mộc Thúy Hương theo hoa như tuyết về lại tuyệt cốc quỷ vô môn quan. Ta tới đây đã mấy ngày, tìm lối vào ở trong đó để gặp họ, nhưng mà tìm mãi không thấy. Chàng lại hỏi, do đâu mà hai vị cô nương lại đấu với nhau? Yến Phi nói, ta biết cô nương này là Mỹ Cơ, nhiều lần đã bày mưu kế để giết lã tuyết cù. Hôm nay ta gặp ả tại đây, không giết ả, còn để làm gì nữa? Tuyết cụ lắc đầu mà hỏi, cô nương đã gặp qua lý tiền bối rồi chứ, lý yến phi lộ nét buồn nói gặp rồi người đó chính là gia phụ ông còn bận việc nhiều lắm nên phụ tử không tiện gần gũi lã tuyết cụ thở dài mà nói đây là sự oan nghiệt do những người lớn làm nên từ nay các nàng không nên đâm chém nhau nữa lý yến phi nói ta tha cho ả hôm nay là vì nể lời của công tử từ nay ả đừng xuất hiện ở giang hồ nữa là được mỹ cơ nói ta thà chịu chết chứ không tuân lời của cô nương ta đấu không lại lã tuyết cừu nếu đấu lại hắn ta vẫn sẽ giết hắn như thường lã tuyết cừu mỉm cười giang hộ ai cũng muốn giết tại hạ cả không riêng gì cô nương giết tại hạ thì cứ giết thôi chứ hai vị đừng có đấu nhau lý yến phi suy nghĩ rồi chợt hỏi cô nương có phải là con của tu kim thọ hay không mỹ cơ liền gằn giọng phải thì sao lý yến phi run người và tái mặt bất thần nàng vừa chạy vừa hét như một kẻ mất trí mỹ cơ sững sờ mà nhìn theo không biết sự tình như thế nào nàng hỏi đột nhiên lý yến phi lại có dị chứng như vậy tuyết cụ nói cô nương hãy nên chạy theo nàng ta đi không khéo yến phi lại phát điên mất hai người chính là tỷ muội cùng mẹ khác cha đó nam phương mỹ cơ liền cả kinh nhưng mà nàng không tiện hỏi nữa liền phóng mình mà đuổi theo lã tuyết cừu nhìn theo bóng của hai người lắc đầu thở dài rồi chàng theo mặt đạo mà đi xuống tuyệt cốc vừa đi tới lòng suối thì đã thấy Mộc thúy hương và hoa như tuyết đang đứng thẫn thờ họ chưa kịp thấy chàng lã tuyết cừu đã chạy tới hai nàng nghe tiếng động quay lại thấy chàng họ liền ôm chậm lấy chàng mà nghẹn ngào tuyết cừu gặp họ lòng cảm động khôn xiết hai bên đã thật lại cho nhau nghe những đoạn đường đã trải qua nhưng có một số chuyện chàng cần phải giữ kín hai nàng khóc lóc bi thảm tuyết cừu nói tại hạ sống mà làm khổ nhiều người lòng thấy ân hận sao mình lại sinh ra trên đời này bây giờ tại hạ vào thăm hai vị cố chủ như tuyết nói lâu nay công tử Bạch tinh ở trên giang hồ từ cốc chủ đã đi tìm công tử rồi đó rồi ba người trở lại tuyệt cốc một số đệ tử của thanh u cung đã gia nhập giang hồ còn lại ở đây thì hơn một nửa họ thấy tuyết cụ trở lại ai nấy đều thăm hỏi chàng vào gặp bạch la phiến liền quỳ xuống mà nói cù nhi ra mắt đại mẫu bạch cốc chủ cảm động phất tay cho chàng đứng lên rồi hỏi cù nhi lâu nay cực nhọc lắm và chắc cũng có nhiều tao ngộ lớn ở trong đời chứ. Tuyết cụ thật sơ lại mọi việc rồi nói. Cụ Nhi đã học được tam anh khí phổ nên cụ Nhi về đây chữa chứng bán thần bất tội cho đại mẫu. Ngày hôm đó, mẫu tử thầy trò bè bạn đã tâm sự với nhau. Qua ngày hôm sau, chàng truyền tâm pháp cho Bạch La Phiến, dùng án ma chỉ pháp vận công chữa bệnh cho bà. Mỗi ngày chàng trị ba lần, mỗi lần chừng một giờ, các huyệt đạo bị bế tắc, lần lượt đã được đã thông. Sau ba ngày, thì Bạch La Phiến đã đi được những bước đầu tiên. Đây chính là nỗi mừng to lớn nhất ở trong đời của bà. Ngày hôm đó, Bạch La Phiến đã tập đi ở bên cạnh của Lã Tuyết Cù, nhưng lúc vấn người, chàng liền hỏi đại mẫu có ân oán gì với đông hải thần quân sao bà liền thẳng thắn mà nói lão đó đã biết ta yêu phụ thân cù nhi mà lão vẫn theo để tán tỉnh ta bị ta cự tuyệt lão liền hổ thẹn nhiều lần lão tìm cách hại ta nhưng mà hại không được lão chính là kẻ đại thù của cù nhi tuyết cù liền hỏi tại sao trước đây đại, đại mẫu không cho cù nhi biết bà liền thở ra mà nói Ta muốn nói cho cù nhi biết lắm chứ Nhưng mà có hai điều trở ngại khiến cho ta chưa nói ra đó thôi Tuyết cù nói Xin đại mẫu cho biết những điều trở ngại Hồi đó võ công của cù nhi còn non nớt so với võ công của lão Nếu cù nhi nghe được thì sẽ tìm tới lão Và như thế không khác gì là ta đã hại cù nhi Thứ hai, là ta muốn một ngày nào đó tự tay của ta sẽ giết lão mổ bụng môi tim mà tế trước phần mộ phu thê của lã huyết thủ lã tuyết cụ liền giật mình hỏi mộ song thân của cụ nhi ở chỗ nào sao lâu nay không nghe đại mẫu nhắc tới bà liền nói chính là ngay tại đây bà chỉ hai cái cháp đỏ đặt ở bên gốc rồi nói dĩ nhiên ta phải đặt ở nơi đây vì để nơi khác e là không an toàn bởi vì giang hồ còn lắm kẻ đốn mạc ta cũng không nói cho cù nhi biết ngại vì tấm lòng hiếu thảo mà làm ngăn bước tiến thủ của cù nhi chàng rớt nước mắt mà nói công đức và ân nghĩa của đại mẫu lớn như trời như biển cù nhi không biết nói gì hơn rồi chàng sụp xuống lạy bà bà kéo chàng lên mà nói đối với những người thân thì không nên dùng sự ân nghĩa. Cù Nhi hãy tắm rửa sạch sẽ, rồi ra mắt song thân đi. Quyết Cừu nói, hiện tại Cù Nhi nhốt Đông Hải Thần Quân vào tuyết băng trận rồi, không biết lão có phá ra được hay không đây? Bà nói, ta không biết trận ấy bí hiểm như thế nào, nhưng mà không thể nhốt lâu lão được đâu. Lão ta chính là một tay thông quán cổ kim. Lã tuyết cụ nói ý định của chàng phải đi miên thủy để phá trận bán cực ở gò Ma Khâu. Ba dặn dò chàng nhiều điều. Lã tuyết cụ ở lại hai ngày nữa. Mộc Thúy Hương cũng trao lại bảo kiếm cho chàng. Như tuyết và Thúy Hương nghe tuyết cụ sắp đi, mắt của hai nàng như tối sầm lại. Như tuyết nói, Giang hồ trọng thênh thang, nhiều ân oán lẫn nhiều cám dỗ. Công tử ra đi lần này biết bao giờ mới trở lại đây lòng của ta đau đớn khôn cùng. Mộc Thí Hương cũng nói, Tiểu Muội và Như Tuyết đã kết làm tỷ muội sống chết có nhau, biết công tử nặng nghiệp giang hồ, lại lắm hồng nhan chi kỷ, bọn Tiểu Muội biết thân phận của mình hẩm hiu. Tuyết Cừu nói, hai vị chưa hiểu được lòng của Tài Hạ, cho tới giờ phút này, Tài Hạ chỉ có những bậc ân dạy nghĩa trọng, chứ không có hồng nhan chi kỷ, và chắc chắn là mãi mãi cũng chừng đó việc thôi. Nghe chàng nói như vậy Không biết lòng của hai nàng buồn hay là vui Tuyết Cụ tự tạ mọi người Rồi cũng lên đường Thúy Hương và Như Tuyết Đưa chàng lên tận đỉnh Thiên Trường Cốc Lã Tuyết Cụ đi về hướng Tây Bắc Một hôm vào quán Bất ngờ gặp phải Thuần Vu Oanh Oanh Đang ngồi với tên Là Tuyết Cụ Con của lão đạo danh là Bảo Nghĩa Thần vu oanh oanh thấy chàng, mừng tới nhảy dựng lên, chạy lại nắm tay mà hỏi. Lâu nay người đi đâu mà ta lại tìm, không thấy? Thay vì lã tuyết cù cũng lộ nét vui mừng để đáp lễ, thì chàng rút tay lại, lạnh lùng mà nói. Tại hạ có việc của tại hạ. Chàng nói xong, quay sang tên lã tuyết cù kia mà nói. Ngươi là một kẻ vòng bản, từ nay không được lấy họ lã nữa, hãy trở về với họ la của ngươi hắn liền quát mắt mà nói Ngươi hãy yên tâm, đó là việc ta phải làm rồi, ta hỏi ngươi, quyển kim cổ kỳ thư của ta ở đâu? Tuyết cù nghiêm giọng Từ nay, ngươi không được hỏi hay nói gì với ta cả, chuyện bảo vật của ngươi, hãy hỏi những kẻ quen biết của ngươi Chàng không nói gì nữa, tìm một cái bàn khác mà ngồi Thường vu anh oanh cảm thấy bẻ bàn liền nói Lã tuyết cù một chàng nam tử như ngươi lại có cái nhìn nhỏ nhoi. Ta ngồi với lã tuyết cụ cũng chỉ là hỏi thăm về công việc của ngươi, sao ngươi có vẻ lạnh nhạt với ta? Tuyết cụ liền nói, Tại hạ và cô nương đã qua khỏi giai đoạn giao thiệp rồi, đa tạ cô nương đã có lời hỏi han. Tuyết cụ này không muốn làm phiền ai cả. Oanh oanh liền nói, ta muốn thách đấu với ngươi. Tuyết cụ nói, tại hạ biết cô nương đã luyện được bí kíp ở dưới cội đầu võ công rất là cao thâm tại hạ xin nhận bại thuần vu oanh oanh liền cúi đầu nói Tẻ ra gã ấy chính là ngươi đã dị dung chưa đúng ngày hẹn ta chưa đem tới thôi và đa tạ ngươi đã không tiết lộ nàng nói xong tự động dời chén dĩa thức ăn thức nhắm và bình rượu qua bàn của chàng lã tuyết cừu lặng thinh mà nhìn nàng oanh oanh nói lã tuyết cừu kia đã bị đà bối tử trục xuất ra khỏi mê hồn cốc Hắn mang tật nguyền mà đi lang thang Sau lại gặp Đông Hải thần quân cứu Và truyền công lực cho hắn Lã tuyết cụ nói Vậy là hắn đem bí mật của phi loan tiền tử Mà nói cho lão biết rồi Nhưng mà sao cô nương lại biết được việc đó Hoành hoành nói Ta à, nghe như vậy Có hỏi hắn Hắn xác nhận Lã tuyết cụ toàn nói điều gì đó Nhưng thấy lã tuyết cụ ở bên kia Bước về phía của chàng Tay thì sờ đốc kiếm mặt lộ hung quang bước về phía của chàng lã tuyết cụ nhìn chăm chăm vào hắn họ la kia liền nói lã tuyết cụ người ăn uống nhanh đi rồi ra ngoài ta muốn nói chuyện lã tuyết cụ cười nửa miệng người muốn giết ta đó chăng hắn liền nói có lẽ là vậy tuyết cụ liền đứng lên mà nói nếu phải chết dưới tay của ngươi thì ta cần gì phải ăn uống rồi chàng đi theo hắn ra sân Thân Vũ Oanh Oanh cũng bước ra khỏi quán. Ra tới nơi, Lã Tuyết cầu hỏi, Người giết ta về tội gì? Hắn liền nói, Đó chính là di ngôn của mẫu thân ta. Ngoài ra, ngươi còn là truyền nhân của huyết thủ. Tuyết Cụ thông thả mà nói, Lý ra ta phải giết người mới đúng. Một là phụ thân của ngươi mạo danh phụ thân của ta, làm nhiều việc bê bối, ta còn chưa nói tới. Hai là, chính người đã làm những việc bại hoại lại đầu nhập vào đám đông hải thần quân chính lão ta ta đang muốn hỏi tội đây bây giờ vẫn còn kịp cho ngươi quay lại ngõ khác nhưng mà lã tuyết cừu kia không thèm nói hắn đã phóng kiếm vút tới chiêu thức hiểm ác thể kiếm nhanh nhẹn dị thường nhưng kiếm của hắn đâm vào khoảng không vì lã tuyết cừu bỗng đã biến mất khi hắn thu kiếm về thì tuyết cù lại đáp tuấn Hắn đánh ra liên tiếp hai chiêu nữa, kết quả cũng như là trước. Lã tuyết cù vẫn chưa rút kiếm ra, chàng nói. Người không phải là đối thủ của ta, hãy đi đi. Họ la kia liền đỏ mặt mà thay đổi chiêu pháp. Dường như hắn sử dụng ma bộ, pha lẫn với mai hoa kiếm pháp. Hắn tạo ra một vùng mờ. Người ở bên ngoài xem ắt sẽ hoa mắt lã tuyết cù phóng người lên thanh kiếm bay ra nghe cạch một tiếng khô khan bóng mờ kia liền dừng lại mũi kiếm của lã tuyết cù đã chĩa vào cổ của họ la chàng nói nể tình vong linh của mẫu thân ngươi ta sẽ tha chết cho ngươi lần này nếu thấy ngươi còn ở trong sào huyệt của đông hải thần quân thì đừng có trách ta chàng liền cho kiếm vào vỏ một cách chậm chậm rồi quay vào trong quán thuần vu oanh oanh nói lầm thầm đời của y sẽ cô đơn vì không có đối thủ là tuyết cừu thì bước ra ngoài đi biệt dạng thuần vu oanh oanh trở lại bàn mà nói võ công của công tử hôm nay tiến triển vượt bậc thật tuyết cừu cười nhẹ mà nói nếu cô nương luyện kim cổ kỳ thư thật là kỹ thì cũng sẽ như là tại hạ thôi vì bộ sách ấy uẩn súc lắm Quanh quanh liền nói Ta không thông minh, sức học non kém Việc tự luyện không có người hướng dẫn Thì làm sao mà tiến bộ nhanh được Tuyết cụ liền gọi trả tiền quán Rồi đứng lên cáo từ Tại hạ có việc phải đi Chúc cô nương gặp nhiều duyên lành Quanh quanh dương cặp mắt buồn hiu mà nói Công tử không cho ta đi theo sao Tuyết cụ lắc đầu Xưa nay tại hạ đọc lai like, độc đọc phản đã quen rồi hơn nữa chuyến đi này tại hạ sẽ gặp nhiều sóng gió Không giúp gì được cho cô nương cả Cô nương là con của huyết ảnh thần Võ công quán tuyệt Có thể sẽ bảo vệ được mình Oanh oanh liền giật mình hỏi Ai nói với công tử Ta là con của huyết ảnh thần Tuyết cựu liền nói Biết vậy là được rồi Còn gì phải hỏi ai nói đi làm chi Oanh oanh nói Nhưng ta đi với người một đoạn đường Có được chứ lã tế cù lặng thinh mà cất bước. Oanh oanh lẻo đẻo theo sau, dĩ nhiên chàng nhớ tới việc chàng và nàng gặp nhau ở trước đây. Oanh oanh cũng có nét sống độc đáo, nét ấy hơi giống với băng kiên. Ra tới giao lộ, tuyết cù liền hỏi, cô nương đi về đâu? Oanh oanh ngước mắt nhìn trời mà lòng mang mát buồn nàng nói, biết nơi đâu mà về, thôi người cứ đi đi. Tuyết cụ lạnh lùng mà bước đi, Nàng nhìn theo cho tới khi chàng biệt dạng, oanh oanh mới đi về hướng mà chàng vừa khuất. Tuyết cụ thì rất tinh ý, chàng không quay lại nhưng mà vẫn biết oanh oanh đang đi theo mình. Đi tới chiều tối, tuyết cụ dừng lại trước một miếu hoang. Nhìn vào ngôi miếu, chàng suy nghĩ ngẩn ngơ. Gần một ngày đường không có một xóm nhà nào nhưng mà tại sao nơi đây lại có miếu hoang? Có khi làng xóm vì lý do gì đó mà dọn đi. Chàng mở cửa miếu bước vào quét dọn và đợi oanh oanh. Sau đó không lâu, oanh oanh cũng đã bước theo vào. Lã tuyết cụ đón nàng lại mà hỏi Cô nương có yêu tài hại không? Nàng liền chớp mắt mấy cái mà nói Ta, anh ta không yêu ngươi, chắc chắn là vậy. Tuyết cụ thở ra yên tâm, chàng lại hỏi không yêu ta, mà sao cô nương cứ theo ta hoài vậy?" Oanh oanh để hành lý ở trên vai xuống rồi nói, "Ta không yêu ngươi, nhưng mà ta lại thích ngươi. Ngươi cứ yên tâm mà đi đi, ta không hề gọi nói gì với ngươi cả." Tiết cụ dường như hiểu được nỗi lòng của các thiếu nữ mới lớn, tâm hồn của họ sôi nổi và bộc trực, thỉnh thoảng có những vấn đề mà họ không dám nói thẳng, cứ lòng vòng nhưng mà cử chỉ của họ đã tố cáo cho người ta biết rằng họ như thế đấy. Chàng liền nói, đi cả ngày mệt mỏi, cô nương hãy nằm nghỉ cho khỏe. Nàng hỏi lại, người không mệt mỏi thật hay sao? Lã tuyết cụ đặt lưng nằm xuống, trong khi nàng vẫn còn ngồi. Chàng nằm thả hồn, tận ở đâu đâu. Bỗng chàng chợt nhớ tới mê lộ và mê cung ở trên linh nham vì công việc dồn dập, chàng không có thời giờ mà vào ở nơi đó, đành phải hẹn lại một dịp khác. Hồi lâu oanh oanh mới nằm ghé ở bên cạnh, chàng nổi tính trẻ thơ lên mà ghẹo. Thường thường những miếu hoang chính là nơi cư ngụ của ma quỷ. Oanh oanh liền nhích lại nằm sát vào người của chàng nói, Ngươi đừng có dọa ta, ta không sợ ma quỷ đâu. Chàng cười thầm ở trong bụng, hai người không nói gì với nhau nữa và cũng không rõ Họ nằm yên như vậy có ngủ được hay không? Mãi tới khuya, tuyết cụ nghe có nhiều tiếng nói ở bên ngoài. Chàng vội vàng ngồi dậy, bước về ở phía cửa. Oanh oanh cũng đứng lên rón rén mà bước theo chàng. xuyên qua khe hở, chàng thấy ở ngoài sân có tất cả là bốn người, lưng mang trường kiếm và họ có vẻ là những người giang hồ. Đều lạ ở đây là họ mặc một kiểu y phục như nhau. Những người đó muốn vào trong miếu để tìm chỗ ngủ. Một tên liền đẩy cửa bước vào đánh lửa lên. Tuyết cừu nói, nơi đây đã có người ngủ rồi. Tên kia phản ứng rất là nhanh, đánh ra một chưởng cực nhanh và cực mạnh. Chàng tránh kịp nhưng không hoàn thủ. Tuyết cừu liền nói, các hạ thật là ngang xương mà. Nếu muốn đánh thì tại hạ đã đánh các hạ rồi. Tên kia liền hỏi các ngươi là ai mà lai phục kích in ở đây thuần phu oanh oanh liền rút kiếm ra mà nói các ngươi là những tên đầu chộm đuôi cướp sao lại dám bảo chúng ta phục kích chứ tên kia bước ra ngoài nói vọng vào hai đứa ngươi ra đây lã tuyết cù liền bước ra đứng đối diện với bọn chúng oanh oanh thì đứng kế một bên chàng chưa nói gì cả đưa mắt quan sát từng tên một một đứa trong bọn liền nói Xin lỗi hai vị, nếu chúng ta gặp nhau ở trên đường vào lúc ban ngày, thì có lẽ phần ai nấy đi rồi, rất tiếc gặp nhau vào lúc này thì hai vị phải chịu phiền phức. Hoành Hoành liền hỏi, chịu phiền có nghĩa là chúng ta phải đi nơi khác hay sao? Gã kia liền nói, không phải, hai vị phải chịu chết dùm cho. Lời vừa dứt, thân ảnh của hắn đã chớp lên và lã tuyết cụ cũng đã mất bóng sâu tiếng cạch là tiếng rú thảm khốc lã tuyết cừu đáp về phía chỗ cũ từ từ cho kiếm vào vỏ chàng liền nói ta biết chưa vị là ai rồi ta không phải là kẻ gây sự nếu không sớm bước ra khỏi nơi này thì đừng có chấp ba tên còn lại nhìn chàng quá đổi kinh ngạc một tên ở trong bọn họ liền cà lấp C các hạ lạ lạ lã... lã tuyết cừu chàng liền đáp ba tên kia cùng một lúc phóng kiếm lên. Lã tuyết cừu sử dụng vô ảnh ma chiêu, cả ba tên không thấy chàng phát động thân ảnh như thế nào. Chỉ trong sát na, kiếm của bọn chúng lần lượt đã bị gãy. Tuyết cừu liền nói, Bây giờ chư vị có biết rằng mình đã hết đường sống hay chưa? Nhưng mà tại hạ không giết đâu, để chờ gặp lão Đông Hải thần quân rồi sẽ nói chuyện. Hãy lo về mà bổ sung thêm người để cho đủ thập nhị khoái kiếm. Thần quân còn lâu lắm mới trở về xào huyệt của các vị. Ba tên khoái kiếm thủ kia nhìn nhau mà kinh hãi, chúng đành phải cúi xuống vác sát của đồng bọn mà ra đi, và còn nhắn gửi lại một câu. món nợ đêm nay, hẹn ngày thanh toán. Oanh oanh liền cãi giận mà nói theo. Đúng là một lũ gia nô, người ta đã tha chết mà còn vẫn còn lớn lối, để chúng sống chỉ tổ làm hại cho người khác thôi. Bọn chúng đi xa rồi mà tuyết cụ thì vẫn còn đứng đó. Oanh oanh liền dục. Vào ngủ đi chứ, bằng hữu. Tuyết cụ liền nói. Sào huyệt của chúng gần ở đâu đây? Nàng liền hỏi. Sào huyệt sao? Chàng nói. Tại hạ thấy chim ưng đảo qua đảo lại ở đây. Sở dĩ bốn tên khoái kiếm không chịu về ngay sào huyệt. Có lẽ bọn chúng đã ghé lại miếu để chia chác hay là nhậu nhẹt gì đó. Ta à, đi quách cho rồi ở lại lôi thôi lắm. Oanh oanh liền cười. Công tử lo xa quá, giờ đã là quá nửa đêm rồi, chúng không thể tới kịp đâu, cứ dưỡng thờ một lát rồi đi cũng không muộn. Oanh oanh nắm lấy tay của tuyết cụ kéo vào, vừa đi chàng vừa nói. Đã không yêu người ta mà cứ hay đụng chạm, mà tính của ta sẽ nổi lên cho mà xem. Oanh oanh liền nói. Người nói chăng nói cụ gì đó ta không hiểu, thôi dưỡng thần một chút hẳn hay lã tuyết cụ liền nằm xuống nàng cũng nằm sát cạnh như lúc trước tuyết cụ lại ghẹo thông thường dưỡng thần là ngồi hô hấp còn cô nương dưỡng thần là nằm ình xuống đó nam nữ nằm gần nhau thật là khó ngủ lạ lùng thật oanh oanh liền nói ta biết công tử nói đùa chứ võ công như thế thì tâm hồn kiên định lắm tuyết cụ quay mặt lại mà nói bây giờ tại hạ ngủ đây Cô nương có thao thức thì nhớ canh dùm một chút nhé. Hơi thở của tuyết Cừu đã điều hòa. Thuần phu oanh oanh thì vẫn còn thao thức. Dường như nàng thấy lòng của mình mấy động. Nàng băn khoăn với một cảm giác chớm nở và mới lạ này. Tiếng gà rừng gáy lưa thưa. Tuyết cụ chở mình, thấy oanh oanh nằm chống tay nhìn chàng. Tuyết cụ nói, Thôi, tới lượt cô nương ngủ đó, tại hạ thức cho. Oanh oanh liền nói, bây giờ thì đi được rồi, ta thấy công tử ngủ ngon quá, tâm tính hồn nhiên, con người sẽ sống thọ lắm. Rồi hai người đứng dậy bước ra khỏi miếu, họ đi một quãng đường, thấy đầu ở bên kia có một số khá đông người, tay thì cầm vũ khí đi qua đi lại. Tuyết cụ nói, thập nhị khoái kiếm của Đông Hải thần quân, có lẽ phen này phải đổ máu nữa rồi hai bên tới gần nhau tuyết cù thấy đối phương gồm có bảy người một thiếu nữ và sáu kiếm thủ lã tuyết cù nói tại hạ là lã tuyết cù nghe danh ngũ cô nương đã lâu hôm nay hân hạnh được diện kiến vị nữ tham mưu chỉ huy đội kiếm sĩ này thay cho thần quân thiếu nữ kia ngạc nhiên mà nói tẻ ra lã tuyết cù cũng để tâm tới ta sao tuyết cù không vừa nói đâu phải mình đông hải thần quân mới biết thương hoa tiết ngọc chứ rất tiếc ông ta đã quá tuổi rồi ngũ ngoạn cô liền nói công tử của tướng cao sang nhưng ăn nói thì lại sàm sở làm cho ta lại quá thất vọng oanh oanh nói phải rồi đó ngọt ngào như là thần quân giai nhân mới tâm đắc tuyết cụ nói lý do gì mà ngũ của nương dẫn đám cao thủ này đi tìm tại hạ Ngoạn cô nói Công tử giết người của ta Oanh oanh lượt lại Việc xảy ra ở nơi miếu cho mọi người nghe Rồi hỏi Việc như vậy cô nương cho đó là cù thù Với đám bảy người này Thì làm được việc gì chứ Tuyết cù liền nói Cô nương hãy quay lại đi Tại hạ sẽ tới nơi xào huyệt của thần quân Hiện giờ ông ta Đã bị tại hạ nhốt rồi Ngoạn cô liền nói trên đời này không ai có đủ khả năng để giam giữ thần quân cả Tấu khoái thủ này giả sử không đủ khả năng vào đấu với công tử Nhưng mà có ta công tử không được xem thường Chàng biết lời của ngoạn cô là không hâm dọa Chàng lặng người suy nghĩ rất lâu rồi nói Tại hạ không hề xem nhẹ lời của cô nương Nhưng mà tại hạ cũng rất tự tin ở khả năng của mình Nhắm đắc thủ được thì cô nương cứ ra tay Ngoạn cô nói Ta tới đây gặp công tử Không phải có trận đấu nhỏ mọn như vậy Ta muốn làm một cuộc trao đổi Tuyết cụ liền nói Xin cô nương hãy nói rõ cuộc trao đổi Công tử hãy phóng thích thần quân Và thủy hỏa nhị sứ Ta sẽ phóng thích toàn bộ những người Ở trong trận bán cực ra Tuyết cụ cười cười Cuộc trao đổi đó cô nương không thấy thiệt thòi hay sao vì thần quân có thể tự mình ra được, còn những người kia thì vô kế khả thi. Nàng liền đáp, ta biết tuổi trẻ hay háo thắng lắm, cuộc trao đổi không tương xứng như vậy, ta e rằng công tử cũng không chịu. Trời bây giờ đã sáng hẳn, trên môi của tuyết cù vẫn động một nụ cười nửa miệng, chàng thủng thỉnh mà nói, Tại hạ biết thần quân có nhiều loại chim khôn nên ông thông báo cho cô nương biết về sự hung hiểm và địa thế của trận đồng thời cô nương tiếp tế lương thực hàng ngày qua đội thần ưng nhưng mà nói rằng một thời gian hữu hạn nào đó thần quân ra khỏi trận thì chắc chắn không có cuộc trao đổi này không phải tại hà làm cao nhưng mà muốn thấy khả năng siêu việt của thần quân như thế nào mà thôi ngủ ngoạn cô liền găng giọng công tử không chịu sao tuyết cụ nói cô nương nóng lòng làm gì trận bán cực của người bị nhốt đã ngoài hai mươi năm rồi thần quân chỉ mới hai chục ngày có là bao chứ nếu thần quân chưa về thì tại hạ sẽ không tấn công thần quân phủ đâu ngũ ngoạn cô nói công tử muốn ta phải ra tay đó là một câu hỏi lấp lửng ra tay phá trận hay là ra tay đấu với chàng chăng tuyết cụ liền đáp Tại hạ không năng nỉ. Ngũ ngoạn cô có gương mặt tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng và cao ngạo. Nghe tuyết cụ nói vậy, gương mặt của nàng trở nên u ám. Nàng liền vuốt bỏ kiếm mà nói. Ta muốn lãnh giáo tuyệt học của công tử. Tuyết cụ nói. Tại hạ không quen nói đùa, chắc chắn thuộc hạ của cô nương đã nói lại rồi. Hãy mở đường cho tại hạ đi. Nhưng ngũ ngoạn cô chớp người lên, kiếm và người đã biến thành một vầng hào quang phản chiếu ánh nắng ban mai rực rỡ. Lã tuyết cù thì cũng mất bóng. Khi hai người trở lại vị trí, lã tuyết cù trên tay không cầm kiếm, chàng liền nói. Không ngờ kiếm pháp của cô nương cao diệu như thế. Cô nương tự nguyện làm lá chắn cho thần quân, quá là một sự phí phạm tài năng. Xin chào. Chàng nắm tay của oanh oanh đi qua trước mặt của mọi người không chút e dè. Đi được vài mươi bước, bỗng ngoạn cô nói lã tuyết cù chờ ta một chút chàng dừng lại ngoạn cô chạy tới mà nói công tử đi mà khẩu có phải không Tuyết cụ liền gật đầu tại hạ phải phóng thích những người bị giữ ở trong bán cực ra sau đó đích thần tại hạ sẽ phóng thích thần quân ngoạn cô nói cho tới huyết ảnh thần huyết ma tử tuyệt đại tài tử phùng kỵ cũng cùng bị nhốt ở nơi đó Công tử làm việc đó có quá sức mình hay chăng? Lã tuyết cù liền nói Biết là quá sức nhưng mà không còn cách nào khác Bất nhập hổ huyệt, nàng đắc phổ tử Ngoạn cô nói Ta đứng ở bên ngoài điều khiển trận pháp đó có thể có trận chồng Có thể có thủy hỏa tương công Sao công tử lại dám mạo hiểm? Chàng liền đáp Biết là như vậy nhưng cung đã lắp tên rồi Không thể không buông đa tạ ngủ cô nương đã có lời cảnh cáo à mà tấm bản đồ tuyết băng trận vẽ rất là đúng cự kích nếu thần quân hoài nghi thì không có cách nào phá được ngoạn cô liền móc ở trong người ra tấm bản đồ đưa tuyết cụ xem và hỏi nó ở đây có phải không chàng liền gật đầu mà nói của tài hạ vẽ thần quân không tin nên đã gửi về cho cô nương để hỏi ý kiến sau đủ thấy lòng giả của ông ta thế nào rồi ta tin ngoạn cô nói nhưng mà thiếu một điểm nào đó thèn chốt lắm lã tuyết cừu rất là phục ngoạn cô chàng liền vòng tay mà nói kim cổ kỳ giai nhân ngũ ngoạn cô độc đáo thay chìa khóa của trận đó chính là khoảng trống ấy bây giờ tại hạ xin cáo biệt ngũ ngoạn cô nhìn theo bóng dáng của chàng khe khẽ mà thở dài gò ma khẩu đã hiện ra trước mắt của hai người. Đó là một ngọn đồi thấp lè tè, trên đồi lầu lách mọc dày, con đường mòn nhỏ hẹp, hai người nương theo đó mà đi. Một hồi họ lại tới một khoảng đất bằng phẳng, và trước mặt của họ là một vùng đá lõm chõm đủ loại, rộng hơn một mẫu. Tuyết cù lên chỗ cao nhất quan sát toàn diện. Vùng đá này mượn tượng như là mặt người, mắt mũi miệng tai như là chàng đã nghiệm thấy ở trên gương mặt của phi quỳnh tuyết cụ thấy hắc khí từ trong trận bốc lên ngùng ngục chàng quay sang mà hỏi oanh oanh tiểu thư có thấy vùng hắc khí ở chỗ kia không oanh oanh liền nói tiểu muội không thấy gì cả chỉ thấy đá và sự hoang vắng lạnh lẽo bao nhiêu người vào đây rồi không biết họ ở nơi nào chỉ thấy như là sóng biển lô nhô Tuyết cựu nói Người học trận pháp mới phân biệt được hình dáng của phương trời Họ án chỉ có 14 sao Từ sao giác tới sao bích Hôm nay thuộc hạ bán điện tức là ứng nửa vòng sao này Phá trận này không khó Nếu ngũ ngoạn cô không dùng hỏa công Thì chúng ta sẽ tranh thủ sự sống được Quanh quanh nói Ngoạn cô sẽ không dùng hỏa công đâu vì nàng ta sẽ không thể hy sinh mạng của thần quân được. Hai người đi vòng quanh trận để quan sát thật kỹ. Oanh oanh liền hỏi, cửa vào là nơi nào, sao hoàn toàn mù mờ thế kia? Tuyết cừu nói, ta phải đi tìm cửa vào, cửa thay đổi theo từng giờ, phải án theo nghi kỳ của độn giáp mới có thể biết được, lạc đường sẽ hết sống, khi nào phá được thì lúc đó mới án được. Oanh oanh liền hỏi, nhưng mà chừng nào phá trận ngày mai bây giờ ta phải dọn dẹp quanh trận cho quan đảng và cho đốt rừng lâu lách kia chàng nói là làm ngọn lửa đã cháy lụi dần gò ma khẩu chỉ còn một nền đen cho dù ngủ ngoạn cô có muốn dùng hỏa công cũng khó khăn hai người tìm chỗ mát mà ngồi nghỉ tuyết cù nói tại hạ sắp phá trận nên muốn trí não của mình minh mẫn để phá trận dữ này mong cô nương hãy rời khỏi vị trí. Hoành Hoành nói, ta biết trước sau gì ngươi cũng sẽ đuổi ta ra, nhưng mà ta muốn theo ngươi vào trận, sống hay chết của ta, ngươi đừng có quan tâm, vả lại trong trận này có nhốt phụ thân của ta. Tuyết cụ liền ngửa mặt lên trời, hồi lâu chàng nói, cô nương nghĩ coi, có ai dạy gì mà tự mình giam cầm lấy mình chứ, tại hạ cũng như họ. Trước khi vào trận cũng đã đánh trận giả nhiều lần, và nắm chắc là phá giải xong, nhưng mà càng vào trong, tâm tính càng hoang mang, thiếu tự tin, thiếu bình tĩnh, thần chí tối tâm, ma khí của trận từ đó mà sinh ra dày đặc. Tâu cùng chỉ cần ngồi đó mà than thở. Nếu cô nương nói, hiền muội yêu lã đại ca nhiều ghê gớm, ghê gớm thì tại hạ sẽ cho vào. Quanh quanh nhìn chàng với đôi mắt u uẩn, u uất sau đó, rồi nàng vẫn nói người thật là quỷ mà, cứ bắt, bắt bí ta. Giả sử mà ta nói như vậy, rồi ngươi lại nói, tại hạ không yêu cô nương, có phải là giết ta không? Người nói đại ca yêu oanh oanh hiền muội nhiều ghê gớm nhất. Nhất định ta sẽ không tiếc gì với ngươi một điều nào cả, ngươi có dám không? Lã tuyết cừu cười rộ, chàng kéo tay của oanh oanh mà nói. Cô nương đúng là quỷ cái mà, rào đón rất kỹ, không nói thì thôi, nhưng mà tại hạ không dám đưa cô nương vào trận chợt hai người cùng thấy một bầy ưng bay lượn ở trên bầu trời trận và thả những gối đầu xuống tuyết cừu nói đồng hải thần quân ti độc nhưng mà rất là chu đáo lão không muốn đối phương chết đối chết khác mà là muốn họ chết dần chết mòn những người ở trong trận sống được là nhờ bầy ưng thả thực phẩm xuống bỗng oanh oanh hỏi ta có thể lợi dụng những gì ở bài ưng này hay không? Tuyết cụ nhìn chúng, chàng quan sát. Tất cả có 8 con, tuy bay lượng có vẻ tự nhiên, nhìn thật là kỹ thì 8 con ấy phối hợp với nhau thành một dạng thức không đổi. Tuyết cụ liền nói, Cô nương nhìn kìa, 8 con ưng ở trên không cũng đã lập thành một tiểu trận bát quái. Ngay tại gò cao ở phía trong ấy cũng là một tiểu trận. Bầy ưng trao lượng một hồi ở trên không, rồi nhắm chỗ của hai người mà xẹt xuống lã tuyết cụ vội vã đứng lên mà rút kiếm nói bọn chúng tấn công ta cô nương đừng có xem thường chúng đã tới gần cả hai cùng thấy bọn chúng to lớn dị thường lớn hơn cả những con bạch nga tốc độ bay thì còn nhanh hơn là tên bắn giờ chúng cách chàng vài ba chượng chàng dùng vô ảnh chớp người lên thì chúng cũng vút lên cao nhanh không kém chàng Lá tiết cụ hết đà Liền đáp xuống Thì chúng cũng nhào xuống mà tấn công tiếp Tiết cụ đánh ra một đường kiếm Cho chúng bay dạt lên Chàng nghĩ thầm Có lý nào ngủ ngoạn cô Lại điều khiển chúng tấn công ta Chồng lúc đó Có một con khác sáp tới gần của chàng Nhả ra một vật Rồi bay đi Bầy ân liền cũng bay theo mất dạng